Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài luyện tập 4, trang 34, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 21 nhân 0,1 trừ đi mở ngoặc vuông 4 trừ mở ngoặc âm 3,2 trừ 4,8 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc vuông và chia cho 0,1. Với dạng bài toán này thì các em sẽ thực hiện cho cô giống như là dạng bài tính giá trị của biểu thức mà trong đó chứa các số nguyên, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện theo đúng thứ tự thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau và thực hiện theo nhân chia trước, cộng trừ sau, được chưa ạ? Bây giờ cô sẽ viết lại đề bài của phép tính này và sau đó thì cô sẽ thực hiện trình bày lời giải chi tiết cho bài tập này. Cô có này, 21 nhân 0,1 trừ mở ngoặc vuông 4 trừ âm 3,2 trừ 4,8 đóng ngoặc vuông chia cho 0,1. Rồi, bước đầu tiên là các em sẽ thực hiện cho cô trong ngoặc trước. Đấy, vậy ở đây 21 nhân 0,1 cô sẽ giữ nguyên này, trừ mở ngoặc vuông cô giữ nguyên này, 4 trừ âm 3,2 trừ 4,8 thì đây là trừ 2 số thập phân, đúng không ạ? Và cụ thể là chúng ta sẽ trừ 2 số thập phân khác dấu. Thế thì sẽ bằng là chúng ta sẽ đặt dấu trừ ra ngoài, thành là âm của mở ngoặc 3,2 cộng 4,8 đóng ngoặc vuông và chia cho 0,1. Được chưa ạ? Rồi đến đây thì cô sẽ tính được tiếp bằng 21 nhân 0,1 trừ đi mở ngoặc vuông 4 trừ đi mở ngoặc tròn. Đấy, tiếp tục cô tính ở trong trước này, 3,2 cộng 4,8 thì sẽ bằng là 8, đúng không ạ? Đấy, và có dấu trừ ở đằng trước, vậy là bằng âm 8 đóng ngoặc vuông chia cho 0,1. Đấy, tiếp tục cô sẽ xử lý trong ngoặc vuông tiếp theo, 21 nhân 0,1 trừ. Rồi đây là phép trừ hai số nguyên rồi, thì chúng ta lấy số bị trừ cộng với cả số đối của số trừ là được, đúng không ạ? Nghĩa là 4 cộng với cả 8. 4 trừ âm 8 thì chính là 4 cộng 8 và vẫn là trong ngoặc chia 0,1. Đấy, tiếp tục bằng 21 nhân 0,1 trừ 4 cộng 8 là bằng 12 chia 0,1. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không ạ? 21 mà nhân 0,1 thì chính là bằng 2,1, đúng không ạ? Đấy, các em có thể nhân số thập phân ra nhát, sau đó thì chúng ta đối chiếu với kết quả của cô nhé. Trừ đi 12 chia cho 0,1 thì chính là bằng 120. Đấy. Và đến đây thì cô sẽ thực hiện phép trừ như trừ hai số thập phân bình thường thì sẽ bằng là 120 trừ 2,1. Đấy. Và đặt dấu trừ ở đằng trước, đặt dấu của số có phần số lớn hơn, đúng không ạ? 2,1 trừ đi 120 thì chính là bằng 2,1 cộng âm 120, đúng không ạ? Và đến đây thì chúng ta sẽ được là bằng âm 117,9, đúng không ạ? Rồi như vậy là bằng cách thực hiện theo đúng thứ tự thực hiện phép tính thì cô và các em đã trình bày xong lời giải cho bài luyện tập 4 rồi. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em một tập tốt.